Em Lisa xin kính chào tất cả các anh chị ạ. Hôm nay 16 tháng 8, em tiếp tục lên chia sẻ một số mật bông hoa cát hiện tại đang có ở vườn nhà em anh chị nha. Thì đầu tiên em muốn giới thiệu tới anh chị một trong những cái mật bông hoa cát rất là đẹp. Đó, anh chị càng nuôi lực thì cái bản lá nó rất là to và rất là tròn nha anh chị nhá. Bản lá mít anh chị. Đó, cái size em cây chia sẻ, cái size cây em chia sẻ đây là size trưởng thành rồi. Đó là Siam Fancy, anh chị lên cho em theo mã nhá. Em đặt đây là mã L14. Anh chị có thể xem hoa em gắn ở bên trái màn hình đấy ạ. Đó, L14 anh chị lên cho em với giá là 90.000. Cây đây là cây trưởng thành hết rồi anh chị nhá. Giá em báo ở đây là chưa bao gồm phí vận chuyển anh chị nhá. Anh chị đặt từ 3 chậu là em Linh San bao ship ạ. Anh chị có thể gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với em Linh San qua số điện thoại 0984 282 911 anh chị nhá. Tiếp theo, một cái mặt bông hoa rất là đẹp. Đó, cánh trắng, họng đỏ, Carex Chaya này anh chị này. Đó, cái cây đây là cây tách chiết nha anh chị nhá. Cây rất là đẹp, cây rất là khỏe như thế này. Size cây em chia như thế này ạ. Đây anh chị lên cho em mã L17 với giá là 100 nha anh chị ơi. Tiếp theo đây là mặt bông Mr. Yên anh chị này. Đó, size cây em chia như thế này. Size cây đây là cây trưởng thành rồi và rất là nhiều cây đã ra bông rồi anh chị nhá. Đó, chậu như thế này. Em lên đây là mã L22 với giá là 130. Lên một tông hoa màu đỏ, đó là đỏ phét bay thun anh chị nhá. Đỏ phét bay thun thì cái cây thân nó lùn, lá nó rất là cứng cáp, lá nó dày anh chị nhá. Mã đỏ phép bay thun anh chị lên cho em là L21 với giá là 100.000 một chậu anh. Em qua một mặt bông rất là đẹp, đó là Lucky nha anh chị ơi. Một trong những cái dòng cát cổ đáng để sưu tầm. Thân nó rất là mập như thế này. Đó, size cây em chia đây là những cái cây trưởng thành hết rồi. Nhiều cây thì ra bông rồi anh chị nhá. Đó, L20 Lucky anh chị lên cho em với giá là 130. Chậu rất là nhiều thân như thế này. Em qua mã L13, đây là Chôm Thông Fancy. Lá rất là dày và thân rất là mập nha anh chị ơi. Cây này rất là dễ cho bông. Đó, hoa quanh năm không cứ mùa nào cả. Đây là L13, anh chị lên cho em là 120k nha. Hôm qua mã L19, đỏ chun phong. Nguồn gốc của cây này là cây sổ đài xưa anh chị nhá. Đó, size cây em chia như thế này đây. Đấy, cây đây là cây trưởng thành hết rồi anh chị nhá. Đó, L19 anh chị lên cho em với giá là 100k. Em qua mã L16, đây là cây Blue Mishima. Đó, dòng này thì hoa nó rất là to anh chị nhá. Em hay gọi là Blue cánh én anh chị. Đấy, mã L16 anh chị lên cho em với giá chỉ có 90 thôi. 90k nha. Taiwan Big Leaf. Đấy, Big Leaf môi lớn rất là đẹp này anh chị ơi. Cái chậu rất là to như thế này. Đấy, em có một số chậu nên là em sẽ đánh mã đây là 18 Taiwan Big Leaf. Anh chị lên cho em với giá là 100 nhé. Và tiếp theo, một trong những cái mặt bông hoa chùm rất là đẹp và rất là xinh này anh chị ơi, Pink Lady nhá. Đấy, dòng này hoa rất là đẹp luôn, hoa rất là thơm bền bông. Đó. Anh chị lên cho em đây là mã L15 chỉ với giá 90k nhé. Cuối cùng thì em lên một cái mã rất là đẹp và rất siêng bông, Montatip Bentley anh chị nhé. Montatip Bentley anh chị lên cho em đây là Bentley 19 anh chị nhé. Cây này nó cực kỳ siêng bông, cái này nó ra hoa rất là nhiều lần tại vườn nhà em rồi. Đấy, cây nó già năm rồi anh chị nhé. Còn vài chậu anh chị nào mà chưa có mặt bông này thì anh chị sưu tầm về cho mình nhé. Nở hoa quanh năm luôn, hoa rất là thơm. Montatip Bentley anh chị lên cho em là 101 một chậu anh chị nhé. Đấy, cây đang lên mầm rất là đẹp luôn anh chị ạ. Và em còn rất là nhiều mặt bông nữa, anh chị có thể nhắn hoặc gọi điện trực tiếp cho em Linh San qua số điện thoại 0984 282 911 để em sẽ gửi mặt bông qua cho anh chị cùng tham khảo anh chị nha. Em cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video của em ạ.